Sau 2 ngày nghỉ đi làm từ thiện tại Điện Biên thì ngày hôm nay Tôn cũng đã quay trở lại cùng với toàn thể anh em trong chuyên mục nhận định soi kèo và dự đoán kết quả tỷ số của những trận cầu tâm điểm trong thế giới túc cầu mỗi ngày trên kênh Kèo Bóng Tôn Tử. Như anh em cũng đã biết thì ngày hôm nay trong Top League sẽ không có một trận cầu nào được diễn ra. Tuy nhiên thì tại cái giải cúp Liên đoàn Anh thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số những cái trận cầu đáng chú ý. Đầu tiên là trận đấu giữa Chelsea với Wimbledon sẽ được diễn ra vào lúc 01 giờ 45 phút rạng sáng ngày mai. Tiếp đến là trận cầu giữa Nottingham Forest với Burnley sẽ được diễn ra vào lúc 01 giờ 45. Cùng với đó là trận đấu giữa Sheffield United với Lincoln sẽ được diễn ra cùng giờ anh em nhé. Và Tôn thì có thể là không lên hết video về những cái trận cầu này, nhưng chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái thông tin rất là quan trọng về những cái trận đấu mà Tôn cũng đã kể bên trên để đưa ra tham vấn cho anh em với những cái mã kèo chất lượng nhất trước khi anh em đầu tư vào những cái trận đấu này anh em nhé. Và để có được những cái mã kèo chất lượng nhất của những cái trận cầu này thì anh em có thể vui lòng kết nối với Tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram @kèobongtontu để được tham vấn cũng như là để được vào nhóm nhận kèo VIP khi chúng tôi cập nhật được đội hình ra sân chính thức từ những đội bóng cũng như là những cái thông tin chất lượng nhất được cung cấp từ một bên đối tác liên minh. Khi đó thì Tôn sẽ chốt cho anh em những cái mã kèo có tỷ lệ phần trăm ăn cao nhất để anh em đầu tư mang về lợi nhuận cho mình nhé. Và trước khi bước vào cái chủ đề chính của video này là những mã kèo thơm nhất trong trận đấu giữa Chelsea với Wimbledon thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút những cái thông tin đáng chú ý mà trong nhóm cũng như là trong video mà Tôn cũng đã lên cho anh em trong những cái ngày trước anh em nhé. Như anh em cũng đã thấy ở cái video gần nhất mà Tôn đã lên dành tặng cho anh em giữa câu lạc bộ Newcastle đối đầu với Liverpool được diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút tối ngày 27 tháng 8 vừa qua, thì anh em cũng đã húp full ba cái mã kèo chính mà Tôn cũng đã lên tham vấn trên video cho anh em. Đó là mã kèo xỉu 1.25 bóng hiệp 1, xỉu 3.25 cho cả trận và anh em chọn Liverpool được chấp 0.25 bóng. Với cái trận đấu này thì anh em cũng biết rồi, hiệp 1 thì không có một cái bàn thắng nào được tạo ra. Hiệp 2 thì Newcastle đã có một cái bàn thắng dẫn trước và Liverpool đã có được một cái sự bứt phá khi đã lật ngược tình thế, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 2-1 anh em nhé. Trong khi đó thì với cái mã kèo phụ mà Tôn cũng đã lên cho anh em, đó là anh em chọn tài góc 4.5 cho hiệp 1 và tài góc 10 cả trận, thì anh em cũng đã húp full hai cái mã kèo này khi cái tỷ lệ góc hiệp 1 là 5 góc và tỷ lệ góc cả trận là Tôn nhớ không nhầm hình như 17 hay 18 góc gì đấy. Nói chung là với 5 cái mã kèo mà Tôn đã cho anh em đầu tư trong cái trận đấu này trên video thì anh em cũng đã húp full không trượt bất cứ một cái mã kèo là. Trong khi đó thì những cái video trước Tôn cũng đã lên kèo cho anh em thì anh em cũng đã ăn full tất cả những cái mã kèo mà Tôn đã lên trong video cho anh em. Như vậy là Tôn cũng đã mang lại rất nhiều những cái niềm vui chiến thắng cho anh em đã đầu tư cùng với Kèo Bóng Tôn Tử. Còn trong nhóm thì sao? Trước khi đi làm từ thiện 2 ngày ở Điện Biên thì Tôn cũng đã đồng hành cùng với anh em rất nhiều những cái trận đấu ở trong cái ngày 27 anh em nhé. Đầu tiên là cái trận đấu giữa Sheffield United với Man City thì Tôn cũng đã cho anh em chơi theo những cái mã kèo ở trên video. Đó là anh em chọn xỉu hiệp 1 1.25 và xỉu trận 3.25 cho trận đấu này thì anh em cũng đã ăn được hai cái mã kèo xỉu rồi. Trong khi đó thì ở cái trận đấu giữa Aston Villa với cả Burnley thì Tôn cũng đã cho anh em đồng hành với ba cái mã kèo. Đó là anh em chọn Aston Villa chấp 0.5 góc cả trận, chọn tài góc 10 và chọn xỉu trận 2.5. Anh em có thể thấy Tôn đã đồng hành cùng với anh em trong các hội nhóm trực tiếp trong các cái trận đấu và cũng đã mang về rất nhiều những cái thành quả, rất nhiều những cái lợi ích lớn cho anh em, rất là rực rỡ anh em ạ. Khi mà Man City chưa có bàn thắng mà họ cũng đã ép góc thì Tôn cũng đã cho anh em đầu tư vào cái mã kèo đó là xỉu góc 13.5. Tỷ số góc chung cuộc của trận đấu này kết thúc với 13 góc thì anh em cũng đã ăn được cái kèo xỉu góc 13.5. Đây anh em có thể thấy đây, Tôn cho anh em là xỉu góc 13.5 MC. Đây anh em chứng kiến nhá, rất là ok luôn, rất là rực rỡ. Đây anh em có thể thấy rất nhiều những cái sự trao đổi của anh em trong nhóm rất là thiết thực với trận đấu anh em nhá. Tôn đã mang về rất nhiều cái chiến thắng trong cái ngày hôm 27 cho anh em, rất là rực rỡ luôn. Đây anh em có thể thấy cái trận đấu giữa Newcastle với Liverpool thì Tôn cũng đã cho anh em là tất cả các kèo đi theo video, đi xỉu 3.25, mạnh tay tài 2.5, kết quả trận đấu này có thể sẽ là 1-2 dành cho Liverpool, đi kèo hai đội cùng ghi bàn. Anh em thấy rất là rực rỡ. Đây
Có rất nhiều anh em đã hỏi là không kịp vào góc, tỷ số 1-2 được không thuyền trưởng? Đây, anh em thấy đây, mình có trả lời anh em là tỷ số 1-2 khả năng là cao sẽ xảy ra trong trận đấu này. Anh em thấy rất là ok. Đây, những cái trao đổi trong trận đấu đây, có thể là tỷ số là 1-2. Hiệp 1 không có bàn thì hiệp 2 nó sẽ vào. Hai thằng nó đá theo kiểu mồi kèo xỉu. Đây, anh em thấy mình trao đổi với anh em trong nhóm với những cái tình tiết của trận đấu rất là thiết thực anh em nhé. Đây, anh em có thể thấy khi mà trận đấu diễn ra trong hiệp 1 mà kèo tài còn 2, mình tiếp tục nhồi cho anh em cái kèo, đó là anh em mạnh tay kèo tài 2 và đi thêm cái kèo tỷ số, đó là 1-2 dành cho Liverpool. Anh em thấy rất là rực rỡ, tài góc 4.5, anh em có vào không? Vào 4.5 thì là húp full rồi. Đây, anh em có thể theo dõi tất cả những diễn biến trong nhóm mà mình đã lên cho anh em đầu tư thì quá là rực rỡ anh em nhé. Đây, mình có cho anh em đầu tư thêm cả kèo tài góc 12. Thì trận đấu này rất nhiều góc anh em nhé. Anh em có thể thấy đây, kịch bản 2-1 sắp tới rồi anh ơi. Mình có nói chia sẻ với anh em, nếu trận đấu này mà có kết quả là 1-2 dành cho Liverpool thì đúng là một trận đấu điên rồ. Một trận đấu được sự sắp xếp đến từ nhà cái anh em nhé. Không có gì là xanh chín với cái trận đấu mà khi mà Liverpool đã bị dẫn trước một bàn, trong khi đó lại còn bị thẻ đỏ chơi với 10 người mà lại lật ngược tình thế ngay trên sân nhà của Newcastle, thì không bao giờ có chuyện có thể xảy ra được, trừ khi có sự nhúng tay đến từ bên Mafia anh em nhé. Rõ ràng đây là một trận đấu bịp rõ ràng anh em ạ. Dù là thắng kèo nhưng mình vẫn cứ nói luôn với anh em là không có một cái trận đấu nào là một cái trận đấu xanh chín hết. Trận đấu nào cũng sẽ có sự nhúng tay từ phía Mafia cũng như là từ một gọi là thế lực đen nào đứng ở đằng sau anh em nhé. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã ăn rất rực rỡ trong trận đấu này. Đây, anh em có thể thấy đây, những cái trao đổi của anh em trong nhóm. Có cái bạn tên là Lâm Ca, bạn có trao đổi mình nghe xếp rô 1-2 từ lúc thẻ đỏ, tỷ lệ ăn nhân gấp 38 lần. Rất là rực rỡ anh em nhé. Đây, anh em ăn cái kèo tỷ số nhân gấp 38 lần, quá rực rỡ cho anh em luôn. Anh em có thể thấy đây, mình có hỏi anh em là trận này anh em full kèo luôn nhá, thì rất nhiều anh em cũng đã gửi lời cảm ơn đến Tôn là thank you anh. Có bạn đã bình luận là ăn xỉu 3.25, xỉu hiệp 1, tài góc hiệp 1, tài góc cả trận, tài góc nhồi, tỷ số 1-2 lúc thẻ đỏ, vãi. Nghe sếp nói có khi nào là 1-2 thì quá độc, là em vô ngay. Anh em thấy rất là rực rỡ đấy. Rồi, quảng cáo một chút về những cái thế trận mà Tôn cũng đã chơi cùng với anh em thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề chính của video này. Đó là trận đấu giữa Chelsea với câu lạc bộ Wimbledon sẽ được diễn ra vào lúc 01:45 rạng sáng ngày mai, ngày 31 tháng 8 năm 2023. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 của Cúp Liên đoàn Anh. Như anh em cũng đã thấy, ở cái thời điểm hiện tại thì giới chuyên gia họ đang đánh giá khá cao cho một chiến thắng dành cho Chelsea. Tuy nhiên thì cái phong độ gần đây của Chelsea thì giới chuyên gia họ đánh giá là không cao, khi mới đạt có 58% mà thôi. Trong khi đó thì phong độ của câu lạc bộ Wimbledon thì đang có một cái phong độ khá cao, khi đã giành đến 75%. Trong tổng số 6 trận đấu vừa qua của Wimbledon thì anh em có thể thấy họ đã giành được 3 chiến thắng và mới để hòa 3 trận, chứ chưa thua bất cứ một trận đấu nào. Trong khi đó thì câu lạc bộ Chelsea trong tổng số 6 trận đấu vừa qua, họ mới giành được có 2 chiến thắng, hòa 3 và cũng đã để thua một trận trước West Ham ở cái trận lượt thứ 2 của Ngoại hạng Anh anh em nhé. Có thể thấy rằng việc chỉ về đích ở vị trí thứ 12 sau khi kết thúc cái giải Ngoại hạng Anh mùa trước thì cũng đã làm mất đi cái hình tượng đẹp của một ông lớn ngày nào trong mắt người hâm mộ của Chelsea. Không những thế, với cái kết quả này thì cũng đã đẩy cho Chelsea vào một cái thế rất là khó khi bắt buộc phải tham dự cái giải Carabao Cup ngay từ vòng đấu thứ 2. Và đây cũng là cái lần đầu tiên mà họ phải trải nghiệm cái nỗi đau này kể từ mùa giải 2016-2017 được khép lại anh em nhé. Trong khi đó thì danh sách thương bệnh binh của câu lạc bộ này cũng đang được nối dài lên tới con số 9 cầu thủ ở cái thời điểm hiện tại, cũng đang là một cái nỗi lo cho huấn luyện viên Pochettino cùng với người hâm mộ. Không những thế, lịch thi đấu dày đặc khi chỉ 5 ngày một trận tới đây ở cái Ngoại hạng Anh cũng đang là một cái bài toán khó để cho họ có thể đạt được một cái kết quả tốt khi đang thiếu vắng rất nhiều những cái trụ cột như là Fofana, Nkunku, Boja, James, Badiasine, Chalopa, Mikhailo Muric hay là Livia thì cũng đang dính phải cái chấn thương nghiêm trọng
và không thể thi đấu trong những trận cầu tới đây anh em nhé. Tuy nhiên thì có vẻ như mùa giải mới này thì cũng đang có phần ủng hộ cho chè xanh, khi trong 5 vòng đấu tới đây của họ, Chelsea sẽ không gặp phải những cái đối thủ tầm cỡ, và họ cũng chỉ gặp phải những cái tên dưới phân như là Nottingham Forest, Bournemouth, Aston Villa, Fulham hay là Burnley mà thôi. Tuy nhiên thì sau cái loạt đấu này thì họ sẽ phải chạm trán với rất nhiều những cái ông lớn như là Arsenal, Brentford, Tottenham, Man City hay là Newcastle, thậm chí là Brighton và MU. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm thế nhưng cái thời điểm 2 tháng cho những cầu thủ có được cái sự hồi phục cũng như là cái độ kết dính ăn ý trong đội hình chính sẽ hứa hẹn vào một cái kỳ tích cho thầy trò huấn luyện viên Pochettino ở cái mùa giải năm nay anh em nhé. Có thể thấy rằng Chelsea cũng đã khởi đầu mùa giải khá ấn tượng bằng một cái trận hòa 1-1 trong tâm thế cửa trên với Liverpool, thì phần nào cũng đã mang về một cái niềm tin cho người hâm mộ. Thế nhưng thất bại 1-3 ngay trên sân nhà của West Ham cũng đã như một cái gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu thầy trò huấn luyện viên Pochettino. Và phải đến cái vòng đấu thứ 3 của Ngoại hạng Anh vừa qua thì The Blue mới có được chiến thắng đầu tiên trước tân binh là Luton Town với tỷ số 3-0 ngay trên sân nhà của mình. Tất nhiên thì thầy trò huấn luyện viên Pochettino muốn duy trì cái cảm hứng chiến thắng này và chỉ phải chạm trán với một câu lạc bộ nhỏ như là Wimbledon ở cúp Liên đoàn Anh sẽ là cái cơ hội để cho Chelsea lối dài cái mạch thắng của mình. Thế nhưng giới đầu tư cũng đang lo lắng rất là nhiều về cái khả năng thắng kèo của Chelsea, bởi tỷ lệ kèo chấp mà giới cầm cân nảy mực đưa ra cho Chelsea ở thời điểm hiện tại đang là mức chấp lên đến 2/1/2 cho trận đấu này với cái điểm ăn khá là sâu, thì cũng không phải là cái sự lựa chọn hoàn hảo cho những anh em nào mà đặt niềm tin vào Chelsea trong trận đấu tới đây anh em nhé. Trong khi đó thì đối thủ tới đây của họ là Wimbledon thì cũng đang có một cái phong độ khá ổn định, khi mà họ cũng đã có mạch 5 trận bất bại gần nhất khi cũng đã chạm trán với các đối thủ. Dù là suýt chút nữa thì câu lạc bộ này cũng đã xuống hạng ở cái League 2 mùa trước, nhưng mọi thứ cũng đang dần tốt lên với họ ở cái mùa giải này. Sau 5 vòng đấu đầu tiên của mùa giải này thì Wimbledon cũng đã bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Ngoài ra thì Wimbledon cũng đã vượt qua Coventry City ở cúp Liên đoàn Anh với tỷ số 2-1 để trở thành cái đối thủ khó nhằn tới đây của Chelsea. Và nếu như xét về cái độ uy tín theo cái kèo châu Á của hai đội bóng trong khoảng thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy được là hai câu lạc bộ đang có phần đối nghịch nhau. Chelsea thì cũng đã thua kèo trong 11 trên 15 lần ra sân gần nhất trước các đối thủ. Trong khi đó thì Wimbledon cũng đang là một cái kênh yêu thích của giới đầu tư, khi họ cũng đã thắng kèo tới 10 trên 11 trận đấu vừa qua tính theo tỷ lệ kèo châu Á. Trong khi đó thì lần gặp nhau duy nhất trong quá khứ là tháng 7 năm 2014 thì Chelsea cũng đã thua kèo trước Wimbledon, khi mà họ cũng chỉ có chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 3-2 mà thôi. Trong cái bối cảnh cuối tuần này là cái trận đấu khó khăn với Nottingham Forest ở cái giải Ngoại hạng Anh thì có lẽ Chelsea sẽ không tung ra cái đội hình mạnh nhất, và cũng có thể là họ sẽ không chơi hết sức, nên khả năng thắng cách biệt 3 bàn trước Wimbledon theo chúng tôi là sẽ rất khó để có thể xảy ra anh em nhé. Như anh em cũng có thể thấy được đây, trong 10 cái trận đấu gần nhất của Chelsea thì họ cũng đã ghi được tổng cộng là 19 bàn. Như vậy là tính trung bình mỗi một trận đấu thì Chelsea cũng đã ghi được 1,9 bàn thắng cho mình. Trong khi đó thì 10 trận đấu gần nhất của Wimbledon cũng chỉ có được cho mình 13 bàn thắng trong 10 trận đấu gần nhất mà thôi. Tính ra thì trung bình họ cũng chỉ có được cho mình 1,3 bàn thắng mỗi trận. Trong khi đó, khi phải đối mặt với một cái đội bóng lớn như Chelsea thì cơ hội có được bàn thắng cho Wimbledon sẽ là không cao anh em nhé. Hơn nữa thì Chelsea cũng cần phải thi đấu cẩn trọng để tránh những cái pha chấn thương nhằm phục vụ cho những trận đấu quan trọng tới đây của Ngoại hạng Anh. Vì thế rất có thể là họ sẽ chơi chậm lại khi đã có được bàn thắng trước cho mình. Vì vậy chúng tôi tin là trận đấu này sẽ có ít bàn thắng được hai đội bóng tạo lên anh em nhé. Tuy nhiên thì có thể là Chelsea họ sẽ quyết tâm có được cái bàn thắng trong hiệp 1 trước khi rút những trụ cột ra trong hiệp 2. Lên trong hiệp 1 họ sẽ tạo ra rất nhiều những cái pha bóng kịch tính hơn. Vì thế thì rất có thể những cái pha phạt góc trong hiệp 1 sẽ được xuất hiện nhiều hơn. Rồi, với những thông tin mà chúng tôi có được ở thời điểm hiện tại, sau khi cũng đã trao đổi kỹ lưỡng cùng với những chuyên gia trong ekip thì cũng đã chắt lọc ra hai cái mã kèo chính để anh em có thể đầu tư cho trận đấu này. Đó là anh em có thể chọn
xỉu trận 3/1/2. Cùng với đó là cái mức kèo Wimbledon được chấp 2.5 bóng cả trận, là hai cái mã kèo sáng nhất để anh em đầu tư mang về cái thành quả lớn cho mình. Còn cái mức kèo phụ ở trận đấu này thì anh em có thể thấy được là giới chuyên gia họ đang đánh giá khá cao cho một trận đấu sẽ có phần áp đảo dành cho Chelsea. Điều này thì cũng được minh chứng bằng cái mức kèo ở thời điểm hiện tại, khi kèo nhà cái họ đang để cái mức chấp lên đến 5.5 góc dành cho Chelsea. Cùng với đó là cái mức kèo tài xỉu góc đang là 10.5. Với cái trận đấu mang tính chất quyết định dành cho hai đội bóng như thế này thì chúng tôi tin rằng Chelsea với tâm thế là cửa trên, họ sẽ phải áp đảo đối thủ rất là nhiều. Vì vậy với cái mức kèo phụ là cái mức kèo phạt góc ở trận đấu này thì anh em cũng có thể cân nhắc cho tôi với hai cái mã kèo, đó là anh em chọn Chelsea chấp 5.5 góc cả trận. Cùng với đó thì anh em có thể đi thêm cho tôi, đó là cái mức kèo tài góc 10.5, là hai cái mã kèo tối ưu nhất để anh em có thể đầu tư mang về cái thành quả ở cái mức kèo phạt góc cho trận đấu này anh em nhé. Rồi, như vậy là tôi cũng đã lên nhận định và tham vấn kèo chơi xong cho anh em về cái trận cầu giữa Chelsea với Wimbledon được diễn ra vào lúc 01:45 rạng sáng ngày mai 31 tháng 8. Tuy nhiên thì trên đây cũng vẫn chưa phải là những cái mã kèo mà chúng tôi sẽ cho anh em đầu tư mạnh trong các hội nhóm. Có thể là những cái mã kèo này sẽ được giữ nguyên và cũng có thể là sẽ được thay đổi khi chúng tôi có được cái đội hình ra sân chính thức, cũng như là khi có được những cái thông tin tuyệt mật đến từ bên đối tác liên minh. Và nếu như anh em muốn có được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất trong trận đấu này thì mọi người hãy chủ động kết nối với tôi qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram @kèobongtonTu để nhận được những cái tham vấn chất lượng nhất, cũng như là anh em sẽ được vào nhóm đồng hành cùng với tôi để trao đổi tất cả những cái kinh nghiệm, cũng như là trao đổi những cái thông tin tốt nhất về cái trận đấu này trước khi được bắt đầu. Và một lần nữa thì tôi cũng xin chia sẻ cùng với toàn thể anh em là khi anh em tìm đến kèo bóng tôn tử để nhận được những cái tham vấn cũng như là nhận được những cái tư vấn kèo chơi trước khi trận đấu được bắt đầu thì anh em sẽ không mất bất cứ một cái đồng lộc phí nào, cũng như là anh em sẽ không bao giờ bị xin tiền khi mà win kèo anh em nhé. Chúng tôi làm việc vì lòng nhiệt huyết cũng như là đam mê để mang về những cái thành quả lớn. Chúng tôi giúp đỡ anh em có được những cái mã kèo chơi chất lượng thì anh em giúp lại chúng tôi bằng những cái lượt like, cũng như là anh em hãy bấm đăng ký kênh và anh em bật chuông thông báo lên để luôn nhận được những cái video sớm nhất sau khi chúng tôi phát hành anh em nhé. Rồi, video thì cũng đã dài, mọi cái chia sẻ cũng như là những cái mã kèo thì tôi cũng đã lên tham vấn cho anh em. Còn bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể anh em sẽ có được rất nhiều những cái chiến thắng trong buổi tối cũng như là rạng sáng ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.